Quý vị có tài chính hơn 1 tỷ mà muốn tìm đường to ngõ thông ô tô đi qua thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Trả trước khoảng tầm 800 triệu là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay. Ngoài xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Trong video này em sẽ giới thiệu tới quý vị hai căn nhà gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, gần trục đường quốc lộ 6, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Chương Mỹ, đi làm theo trục đường quốc lộ 6 và Quang Trung, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Với hai căn nhà này thì hai mức diện tích khác nhau, một căn là 33 mét và căn này là 40 mét, với đường to, ngõ thông, một xe ô tô, một xe máy tránh. Giá bán của căn nhà này thì dưới 2 tỷ mọi người ạ. Và sổ đỏ chuẩn chỉnh riêng biệt hai căn, dọn đồ về ở ngay theo đúng như hiện trạng là quý vị sáng mua chiều về ở, sổ sách rõ ràng pháp lý, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng là quý vị đã hoàn toàn yên tâm rồi. Với thiết kế của ngôi nhà này thì phần cửa chính thiết kế cho quý vị một lớp cửa cuốn điện. Cả hai căn nhà thiết kế nó tương đương nhau, nó khác nhau về một chút về cái diện tích thôi mọi người ạ. Mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Về những cái tiện ích xung quanh thì ngôi nhà này gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, gần bến xe Yên Nghĩa, gần quốc lộ 6, đi lại tương đối là thuận tiện, giá bán rẻ, hợp lý cho một ngôi nhà đường to, ngõ thông, ô tô đi qua được. Mà quan trọng nhất là 100% những căn nhà ngọc ánh quay gửi tới cho quý vị sổ đỏ pháp lý chuẩn chỉnh từng căn. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị khu vực để xe, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Với phần hoàn thiện của ngôi nhà 100% đã xong hết, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, gạch lát nền cũng như là sơn đều đã xong hết rồi, thiết bị vệ sinh. Đây là phần không gian tủ bếp của ngôi nhà, phòng bếp nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý nha mọi người. Với phần tủ bếp thiết kế cho quý vị cũng MDF, sống cong vênh, xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite, rồi là chậu rửa, lò rửa, phụ kiện bếp đều lắp đặt xong hết rồi. Ngoài năng lượng ở đây, đây là khu vực để tủ lạnh mọi người nha, và phần không gian phòng bếp đây thiết kế đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng. Tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh. Với phòng vệ sinh này thì đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 đầy đủ bồn cầu, hệ thống máy bơm. Đây là phần tầng 1 rồi, hướng nhà là hướng Tây Nam nha mọi người. Cả hai căn hướng nhà là hướng Tây Nam. Quý vị nào mà đang hợp hướng Tây Nam mà cần tìm nhà với đúng tiêu chí như Ngọc Ánh vừa chia sẻ thì mọi người liên hệ ngay với em để nhận được giá tốt nhé. Mời người theo em lên các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Trên tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị cầu thang giữa, phòng ngủ hai bên, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Đây là phần phòng ngủ ở bên trong, hoàn thiện xong hết đầy đủ. Với phần phòng ngủ thì được thiết kế sàn gỗ, cửa sổ thông thoáng. Từ vị trí ngôi nhà này cách khoảng tầm 500 m là ra tới cổng trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Tất cả cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài, có ban công mở thoáng. Với căn nhà này thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc, không gần đình chùa miếu mạo, không phạm lỗi phong thủy gì, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Nói chung nhà có như thế nào thì em chia sẻ cho quý vị hoàn toàn là như vậy, đến xem là như vậy. Nếu như nhà gần đình chùa, nhà có thóc hậu em cũng sẽ chia sẻ luôn để tránh mất thời gian của quý khách hàng. Ví dụ quý vị nào cảm thấy phù hợp thì quý vị đi xem. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ ở tầng 2. Với phần phòng vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị, hết về bồn cầu, hệ thống sen tắm, lavabo. Đó, và trong phòng vệ sinh thì được ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, rất là sạch, quạt hút mùi. Nói chung là công năng sử dụng hài hòa hợp lý cho quý vị sử dụng cho một hộ gia đình theo từng tầng. Đây là phần tầng 2, mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà cho quý vị. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, với hai phòng ngủ thoáng trước thoáng sau. Như vậy với căn nhà này lên trên tới tầng 3 là đã có 4 phòng riêng cho quý vị sử dụng. Phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế sàn gỗ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Quan trọng nhất, sổ sách pháp lý rõ ràng, quan trọng nhất là vị trí đi lại thuận tiện, và quan trọng cuối cùng đó là phù hợp với tầm tài chính của quý khách hàng.
Đây là phần phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này sử dụng ở tầng 3, nói chung là cũng tương tự như tầng 2, đáp ứng đúng tiêu chí cho quý vị sử dụng. Với tầm tiền thấp, hoàn thiện lên cái giá thành nó rẻ, nhưng mà chủ đầu tư đây mọi người có thể nhìn thấy chủ đầu tư thiết kế rất là chỉn chu, không có bớt đi một công năng nào cả. Mời người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà, xem ngôi nhà này với giá chưa đến 2 tỷ, đường ngõ thông ô tô đi qua thì như thế nào. Và đây là tầng cuối cùng của ngôi nhà. Trên tầng cuối cùng của ngôi nhà này thì thiết kế cho quý vị rất là thoáng, hai sân trước và sau. Nói chung bán nhà theo hiện trạng có như thế nào thì em quay vào review cho quý vị là như vậy. Bên này là nhà dân nha mọi người. Không có, mọi người nhìn cái mái đỏ mọi người lại tưởng là đình chùa, nhà dân. Và đây là đằng sau khu dân cư. Nói chung có sao thì như thế thôi, hai sân thoáng trước thoáng sau. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.